viên nhóm nhạc toàn năng B336. Hành trình 3 ngày 2 đêm. Với đích cuối cùng là nhiệm vụ rất quan trọng. Tổ chức một đêm nhạc tại thành phố Đà Lạt ở ngày cuối cùng. Chỉ 5 ký hành lý, chỉ 1 triệu đồng cho cả nhóm. Không điện thoại, không tài sản cá nhân. Chuyến đi của tuổi trẻ đầy giông bão, kỷ niệm đẹp của tình bạn và cả giọt nước mắt tiếc nuối. Và hiện giờ chúng ta đang có 20 bạn thì chúng ta sẽ chia ra 10 bạn sẽ học thơ và 10 bạn còn lại sẽ học hát. Chúng ta sẽ tập hát một bài hát tên là Đừng Ngại Ngùng. Chỉ cần học có 5 câu thôi. Chỉ có 5 câu hát thôi. Còn thơ thì chúng ta sẽ học bài thơ Mẹ Ơi, gồm có 8 câu. Nhớ. Ta hãy chơi đêm nào, đừng ngại ngùng, hãy vui lên đi. Sao cứ mãi u buồn, đừng ngại ngùng, hãy đi theo tôi. Theo những bước chân la la la, la la la, chẳng cần đúng hay sai. Còn bài thơ, bài thơ chị sẽ đọc nha. Mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá, em kề má, được mẹ thơm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm. Sau khi mà chúng ta học hát và học thơ xong thì ban tổ chức sẽ gọi ngẫu nhiên hai bạn trong một nhóm để mà kiểm tra. Thì nếu mà hai bạn đó đọc không bị vấp, đọc trơn tru thì B336 sẽ nhận được một viên kim cương. Và nếu mà ở bên nhóm hát á, mà mấy bạn còn hát được và còn nhảy được thì tặng thêm một viên kim cương nữa. Cho nên là tụi em cố lên nha. Giúp tụi chị nha. Nha. Đi bên này nè, đi bên này nè. Cái bé đi bên này cho chị nè. Mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá. Rồi kiểm tra từng bạn. Đọc nào, 2, 3. Mẹ đi làm từ sáng sớm, em thổi cơm, dậy thổi cơm. Theo những bước chân là la la, la la la. Theo những bước chân cần đúng hay sai. Theo những bước chân là la 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 la. Chẳng cần đúng hay sai. Ok, câu này ngắn hơn. Có 3 câu thôi ạ. 2, 3. Theo những bước chân là la 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 la. Chẳng cần đúng hay sai. Rồi, lặp lại nha. Theo những bước chân là la 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 la. Chẳng cần đúng hay sai. Ok, bây giờ chị sẽ không hát, mấy em hát thôi nha. Chị bắt nhịp nè. Theo những bước chân là la 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 la. Chẳng cần đúng hay sai. Đúng rồi. Yeah, hay quá. 2, 3. Ta hãy chạy lên nào, đừng ngại ngùng. Đúng rồi. Hãy vui lên đi, sao cứ mãi u buồn, đừng ngại. Ok, nào. Đúng. Các bạn đã thuộc chưa? Chính xác luôn. Được chứ? Các bạn được chưa? Nào chúng ta thử hát lại nhé. 2, 3. Ta hãy chạy lên nào, đừng ngại ngùng, hãy vui lên đi, sao cứ mãi u buồn. Bây giờ tông này em hơi khó. Giờ ngẫu nhiên kêu một bạn nữa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
chọn bạn này. Xong rồi bây giờ bạn này phải đọc. Từ sáng sớm dậy gói cơm, kho thịt cá, em kề má, mẹ thơm. Ôi nè ơi, cho mẹ lát. Đúng rồi, chắc chắn lát hồi là tụi mình sẽ được hết. Mẹ đi làm hai bác. Mẹ đi làm từ sáng sớm dậy mỗi cơm. Em kho thịt cá. Em thì má được mẹ thơm, yêu mẹ lắm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm. Ok. Làm nó sao từng người nhanh những bước chân nha. Và vô. Ta hay chạy lên đâu, đừng ngại ngùng. Ok, không sao, rồi bạn nói từ bình tĩnh thôi. Ai cũng có sai lầm, cứ bình tĩnh thôi. Và đại chị cũng vậy. 5, 6, ta hãy cháy lên nào, đừng ngại ngùng, hãy vui lên đi đúng. Sao cứ mãi u buồn, đừng ngại ngùng, hãy đi theo tôi, theo những bước chân yêu mình. Theo những cái gì đấy? Rồi em ha. Cố lên. Nhưng là hãy động viên bạn này, động viên kêu mọi người cố lên. Về các bạn là trong một. Nếu mà bạn ở đây hát thì các em ở lại nhớ nhẩm lời nha. Ok, nhẩm lời trong đầu thôi nha, đừng có hát ra. Ok, 2, 3. Ta hãy chạy lên nào, đừng ngại ngùng, hãy đi theo tôi. Hãy vui lên đi. Vui chứ. Đừng ngại ngùng. Hát ở đầu nào, 2, 3. Ta hãy chạy lên nào, đừng ngại ngùng, hãy vui lên đi. Sao cứ mãi u buồn. Sao cứ mãi u buồn. Một lần nữa nhá, một lần nữa xong rồi chúng ta ráp lại với cả giai điệu này. 5, 6. Ta hãy chạy lên nào, đừng ngại ngùng. Đúng, nhấn đúng. Hãy vui lên đi. Sao cứ mãi u buồn, đừng ngại ngùng, hãy đi theo tôi, theo những bước chân. Ủa, theo những bước chân, không hát tiếp hả? Không tiếp mà, nhưng mà đến đấy là cả một vấn đề rồi đấy. Ngồi.